chưa hiểu ạ, nhờ chị chia sẻ thêm. Đúng rồi, thì bác sĩ nói là mình muốn giảm ký thì chỉ cần ăn số 7 trong vòng 1 tháng là sẽ có thể giảm 20 kg. Thì có nhiều bạn chỉ nghe vậy thôi thì chưa có hiểu được là ăn số 7 là như nào, đúng không ạ? Thứ bảy tức là thuần cơm lức đấy ạ. Thuần cơm lức và các cái loại cốc loại, trong đó là có gì, hạt mè này, hạt kê này, hạt bo bo này, hạt lúa mì, lúa mạch, yến mạch, hắc mạch, nói chung là các cái loại hạt xếp về cái hàng cốc loại đấy, gọi là số 7. Thì ví dụ như là cả nhà muốn điều trị một cái bệnh gì đó, làm sạch cơ thể, cân bằng cơ thể ấy, thì mình nhai một thời gian số 7 nó cũng giải quyết được cái vấn đề rất là dễ luôn á. Nhưng mà mình phải thực hiện nhai thật kỹ nha, nhai thật kỹ, thật chậm, và gạo cũng phải là chuẩn chất lượng thì nó mới có kết quả đó. Còn ví dụ như là mình muốn giảm ký thông thường thôi thì cũng rất là dễ, chứ không cần phải là quá khắt khe là ăn nguyên số 7 nhé. Số 7 là áp dụng cho bác nào muốn giảm ký nhanh này, muốn chữa bệnh nhanh thì mình dùng như vậy. Còn bình thường thì em sẽ dùng cái thanh lọc cơ thể trước, đó là làm sạch cơ thể bằng sắn dây nước tương trước trong cái thời gian mà trước khi ăn số 7, hoặc kết hợp cả ăn cơm lức mới mẻ, cả ăn kết hợp sắn dây nước tương nhé. Thì nó vừa làm sạch cơ thể này, vừa cân bằng cơ thể, thì vừa bị cơ thể mình vừa sạch vừa khỏe, lại giảm ký rất là nhiều. Bạn có thể áp dụng là 1 tuần trước khi mình ăn cơm lức mới mẻ, mình ăn sắn dây nước tương 1 tuần cho em, thì cơ thể được làm sạch và nó cũng mất đi rất nhiều cái số ký dư thừa ấy. 1 tuần có thể dư mất từ 4 đến 7 8 kg luôn đấy. Đó là sắn dây nước tương nhé. Thì sau khi mà ăn sắn dây nước tương, mình chuyển qua ăn cơm lức mới mẻ 1 tuần nữa. Nhai kỹ, chịu khó ăn 1 tuần nữa thuần cơm lức, thì trong tuần đấy nó cũng giảm, cũng cái số ký nó cũng tương đương giống như ăn sắn dây nước tương đấy. Còn ví dụ bác nào mà kết hợp luôn cũng được, buổi sáng mình ăn sắn dây nước tương, buổi trưa mình ăn cơm lức mới mẻ, hoặc là kết hợp rau củ nhẹ cũng được, không cần thiết phải quá khắt khe. Nghĩa là mình kiêng nhiều dầu mỡ và nhiều những cái chất tạo axit quá rồi, đúng không? Như thịt cá, các cái loại mà chứa nhiều cái hàm lượng axit đó. Và buổi tối thì mình lại ăn sắn dây nước tương, thì kết thúc một ngày mình cũng giảm mất khoảng 1 ký. Đó, trên dưới 1 ký ạ. Nên là nếu mà mình muốn làm theo cái phương pháp nào cũng được, cơ thể sẽ luôn sạch sẽ và nó cân bằng được rất tốt, và nó giảm mất một cái số ký rất nhiều nhé. Thế thì em đã hiểu chưa? Nếu mà có vấn đề gì vẫn còn thắc mắc thì tiếp tục comment nhé, sẽ giải đáp hết nha. Đó, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe ạ.